nhìn mẹ đứng thân xin chào mọi người nha. Hôm nay mình mẹ đứng thân TV xin chào mọi người nha mọi người. Bình thường mình nói mẹ em thân không mà cả nhà mà gõ mẹ em thân không thì không ra mình luôn mọi người. Xin chữ TV nhớ nha mọi người. Hôm nay là tiếp tục mời cả nhà ăn chua chua ngọt ngọt nha mọi người. Hôm nay có chua có ngọt nha, có giòn. Khoe cả người chén nó nha mọi người, chén nó nước chấm thần thánh của mình cũng được. Ớt, chuyện này mình làm ớt gấp mấy lần lần trước luôn mọi người. Nói đầu tư cái chén trong nhỏ mà cũng không ra nữa mọi người, mình lấy cái tô bự cho bá. Cái trong nhỏ nó lên đầy chén nhìn hấp dẫn ha. Trong có mình xài tạm vậy đi. Có mật ong nữa mọi người, mình pha có mật ong này. Độc quyền luôn á. Đây. Mời cả nhà, mời cả nhà. Hôm nay là ăn khế nha mọi người. Khế chua nha cả nhà, không phải khế ngọt đâu nha mọi người. Ngọt là chỉ là có trái này thôi, mới là ngọt này. Đó. Còn cái này là khế chua. Tiếp tục thử trái chua các bạn. Chưa ăn trái nước miếng à. Cắn nha mọi người. Cắn mới đã. Cắn nó mọng nước mới đã mọi người ơi, mời cả nhà nha. Qua chịu khó không thấy cái đầu mình nha mọi người, thấy mâm trái cây nó hấp dẫn hơn cái đầu mình ha. Thế nó chua giả mang mọi người. Trời ơi, chua mình thấm thấm nó ngấm trong cổ mình, nó vẫn còn chua. Nó chua mà chua thầm mà chua chua thấy tám một trời luôn. Chấm dữ dữ chứ. Mọi người. Chấm nhiều nhiều cho đừng chua mọi người. Dạ mang. Ớt tươi, ớt khô nha mọi người. Ớt gì cũng có. Này hạ quả là cái mọi người, mình bỏ nó vô mình ăn thấy nó xa xa nhưng mà thấy nó giòn giòn, mình phá giòn giòn mọi người. Cái này phải ăn mắm, mắm ăn cơm, nhưng mà mình ăn cái này nha, mà thích nó giòn mọi người. Cà pháo là chấm mắm là hợp hết ý luôn mọi người. Mình đi ăn món cà pháo với mắm. Chỉ cần mắm các bạn pha vô là chấm món gì cũng hợp. Mắm là hợp cho mọi người. Ăn cho nó bớt chua mọi người. Trái này nguyên vỏ mặn nha cả nhà. Mặn ăn không hấp dẫn. Ăn rồi thua trái trà pháo nữa mọi người. Chanh đi. Cái này chanh còn vỏ nha. Trái vàng thì nó đỡ hơn, nhưng mà mình thấy ăn trái xanh xanh.
bóc luôn nha mọi người. Có cái này xỉa vô này nhưng mà mệt quá, làm bóc cho nhanh con lẹ. Bóc thì dơ quá. Mời cả nhà miếng chanh. Ăn chanh nó còn dễ chịu hơn chất khế chua nha mọi người. Chanh mình ăn luôn cái vỏ. Nó nhẫn nhẫn. Cái chua còn khế hả? Thế các bạn ăn nha, nó chua mà nó chua nó đọng lại cổ mình, mà nó chua mà nó chua mà nó chua nó chua nó chua dây dẫn. Khế chua nè. Nó chua dây dẫn, còn chanh mình ăn chua rồi là thôi nha mọi người. Bữa nay các bạn thử khế đi. Thử miếng khế này cho nó đã, nhưng mà đã mọi người ơi. Quá đã, quá đã. Quá. Ớt nó mới chua dữ nè mọi người. Chén quá thần thánh của mình. Các bạn thấy chiếc ớt không? Mua ớt thì phải có ớt. Giúp miếng ớt thì mới đã nè. Mời cả nhà nha. Trời, giống như mình nói nãy mọi người, khế nó chua giả mà. Nó chua nó đậm lại, nó chua chua dây dẫn. Nhưng mà đã mọi người. Cuối cái nữa, ăn với ớt chua dữ lắm mọi người. Nhưng mà cay, thiệt cay nha. Cay dã man. Ăn gì chống cay lại ta. Lại quất cái này cho đỡ cay mọi người. Mà có mắm thôi, bữa nào mình làm món mắm chấm nè. Thử cho thơm nha mọi người. Cái này để nguyên trái cạp thử cho mất vệ sinh không cả nhà. Cả nhà đừng ném đá mình nha. Trời ơi, mình thấy mấy cái anh mà ăn ở trong gãy á mọi người. Nó như trước mặt nó cho tại gãy á, gọt gọt như này mình bắt trước mọi người nè. Gọt gì luôn nè mọi người. Cái này ăn với ớt mới đá nha mọi người. Đó mình chấm ớt. Cắn thử cái mọi người à. Cắn nha mọi người. Thay vì sắt ra có dao cắn cái cho nó đã. Mời cái nhà nha. Trời ơi, biết nó nhiễu nhão hay sao. Quá đã, quá đã.
Cho một hồi ăn có chua không á. Bây giờ quay cái này vừa ngọt vừa chua. Đáp lại. Ok nha mọi người. Quá ngon rồi mọi người. Ấp xuống nhìn cho nó hấp dẫn. Quá dài à. Bây giờ sao mau với chồng mình mới ăn có miếng mà mới dài à. Thôi ba cả nhà nha. Kết thúc video nha mọi người. Cả nhà hãy bấm like và bấm đăng ký kênh ủng hộ mình cái nha mọi người. Để mình có động lực ra video tiếp theo nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại ở video sau nha. Các bạn ăn nữa mọi người ơi. Ăn chưa đã. Bye bye mọi người nha mọi người.